nhà điều trị bên em là bao lâu rồi chị? Chắc phải năm rồi chị. Năm. Thực chất là chị bị nắm điểm hay nắm mạng? Muốn học như này. Cả điểm và mạng. Trong tầm bao lâu chị thấy da chị nó khác biệt rồi? Em không hiểu. Tầm mấy tháng ấy. Mấy tháng là chị thấy da chị nó sáng lên. Xong rồi có ai hỏi ấy chị? Người thân bạn bè. Ai mà lâu lâu gặp chị ấy và bác sĩ sẽ nhận ra dạo này thấy da sáng lên hay là nám đâu rồi, dùng cái gì, bôi cái gì. Rồi sắp được giãn lịch rồi chị ạ. Giãn là tầm okay. Lâu lâu mới đi à chị? Đúng rồi. Khi mà da mình ok rồi mình sẽ giãn dần ra, không phải đi thường xuyên nữa. Ở nhà thì chăm sóc da như thế nào? Em vẫn serum với lại giữ ẩm. Serum cho giữ ẩm, các bước cơ bản đấy. Đấy. Điều trị bên em thì chăm sóc da cơ bản thôi, không phải điều trị hay là kiêng phem gì nhiều cả. Hoàn xong là về có thể đi làm, đi gặp với bạn bè bình thường luôn, không có tổn thương, không bong tróc gì hết.